Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì phía sau lưng của Duy đây là 4 chiếc xe C180 các bạn, nhưng mà là C180 AMG. Đó. Và bây giờ thì Mercedes-Benz đã nâng tầm cái chiếc xe C180 của chúng ta lên một cái đẳng cấp mới rồi các bạn, đó là AMG. Đó, thì AMG ở đây các bạn có rất là nhiều những anh chị và các bạn thắc mắc là hỏi AMG là gì ha. Thì AMG ở đây có nghĩa là một cái bộ phận chuyên độ cho xe Mercedes-Benz. Đó, thì những cái chiếc xe mà nó có cái logo AMG hay là mang cái dáng dấp của AMG thì các bạn sẽ thấy là thông thường nó rất là năng động nè, rất là thể thao nè, cũng như là nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì khi mà các bạn Duy không nói, nếu mà Duy không nói ha, thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đây là chiếc xe C300 AMG chứ không phải là C180 AMG. Bởi vì là các bạn nhìn thấy nè, nó không khác gì so với một chiếc xe C300 AMG hết. Đó, thì các bạn biết rồi, C300 AMG là một cái chiếc xe mà coi như là bán rất là tốt của Mercedes-Benz luôn. Cũng như là những anh chị và các bạn nào mà yêu thích công nghệ, yêu thích thể thao, yêu thích cái nét khỏe khoắn và như thời trang thì hầu như là sẽ bị thuyết phục ngay bởi chiếc xe C300 AMG. Đó, thì vào ngày hôm nay, chiếc xe C180 này đó đã nâng cấp lên và cũng nhìn y như là một chiếc xe C300 AMG. Đó, các bạn thấy không? Về cái thiết kế bên ngoài, bên trong, kể cả bộ mâm của chiếc xe luôn, nó cũng xe như là cái chiếc xe C300 AMG, không khác gì hết các bạn. Và cái điểm nhận diện duy nhất ở cái phần đầu xe này đó chính là cái phần cụm đèn. À, thì đối với cái xe C180 thì đây là cái phiên bản nâng cấp, cho nên là các bạn sẽ thấy là nâng cấp ở đây là nâng cấp body kit ha, nâng cấp body kit của AMG. Còn lại tất cả mọi thứ thì đều trước đây nó cũng sẽ giống như là cái chiếc xe C180 trước đây thôi. Đó, và cái phần đầu xe này là cái điểm nhận diện giữa cái chiếc xe C300 AMG so với cái chiếc xe C180 AMG này. Đây là cái đèn LED high performance thôi các bạn, chứ không phải là đèn LED thông minh ha. Thì đối với chiếc xe C300 AMG thì chỗ này là đèn LED multi beam LED, đèn LED thông minh rồi. Đó, còn lại thì cái phần đầu xe này chúng ta hầu như sẽ không phân biệt được C300 cũng như là C180 AMG. Đó, bây giờ Duy sẽ đi một vòng tổng quát cái chiếc xe C180 AMG này, cũng như là đi vào bên trong nội thất, cũng như là động cơ của chiếc xe C180 AMG này cho các bạn xem ha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đây là cái thiết kế đặc trưng của những cái dòng xe AMG line. Đó, đây là thiết kế dạng viên kim cương ha các bạn, đối tản nhiệt dạng viên kim cương cùng với logo to bản ở giữa và một cái lưới tản nhiệt dạng một nang như thế này. Thì đối với chiếc xe C300 AMG đó các bạn, một điều nữa nhận biết các bạn, ở đây nó sẽ có cái một cái camera 360 độ ở phần đầu xe. Đó, nhưng mà đối với chiếc xe C180 này thì các bạn sẽ thấy không thấy camera 360 độ ha. Đây cũng là một điểm nhận biết nữa. Đó, ngoài cái cụm đèn. Đó, về phần hốc gió chỗ này các bạn, thì đây là cái cản xe của AMG, cho nên là cái phần mà thiết kế ở này nó rất là khí động học luôn. Các bạn sẽ thấy là ở đây nè, gió nó sẽ đi vào chỗ này và lòn ra phía sau ở cái mang này. À, giống như C300 thôi, không khác gì. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái thanh nẹp chrome ở cản trước. À, nói chung là đối với cái đầu xe của chiếc xe C180 AMG này thì Duy cực kỳ thích luôn. Và nó y như là chiếc xe C300 luôn các bạn. Đó, những các bạn nào mà có theo dõi những cái clip của Duy cũng như là cũng xem những cái review xe về những chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ biết là cái chiếc xe C300 AMG nó cực kỳ đẹp luôn, cũng như là cực kỳ nổi tiếng luôn các bạn ha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nha. Đây các bạn, đây là cái bộ vành xe ha, bộ mâm xe. Thì đây là cái bộ mâm xe y chang như cái chiếc xe C300 AMG luôn, chỉ có điều là C300 AMG của chúng ta cái phần này sẽ được sơn màu đen bóng, nhưng mà đối với chiếc xe C180 thì phần sơn này là sơn màu xám chì ha. Còn lại thì đây là cái mâm, kích thước nó cũng sẽ giống như nhau luôn đó. Và lớp xe này là lớp xe Rayrestone ha, Rayrestone các bạn nha. Kích thước của lớp trước là 225/45 R18. Đó, đây là cái lớp trước của cái xe. Một cái chi tiết mà thuộc phần thiết kế của AMG nữa các bạn. Đây. À, đây là cái vè bên hông ha. Cái vè bên hông các bạn sẽ thấy là nó làm nhô ra một chút xíu nè. Thì đối với chiếc xe C180 trước đây thì cái phần này nó được thiết kế coi như là nó không có góc cạnh như thế này đâu. Đó, thiết kế một mặt phẳng thôi. Nhưng mà đối với chiếc xe C180 AMG này thì nó sẽ làm cái phần vè này nó sẽ nhô ra một chút xíu ha. Nhìn nó cũng sẽ khác hơn rất là nhiều. Cái phần gương của chiếc xe C300 AMG á các bạn, thì phần gương đó chiếc xe màu trắng thì nó sẽ được sơn màu đen chỗ này luôn.
ha, được sơn màu đen chỗ này luôn. Nhưng mà đối với C180 thì chi tiết này nó vẫn để màu trắng chứ không sơn đen. Thì đối với cái chi tiết nào này thì nó rất là đơn giản các bạn. Nếu mà anh chị các bạn nào muốn sơn đen thì cái này thì sơn đen thôi ha, không khác gì hết. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau ha, bộ mâm xe phía sau của các bạn. Thì với cái bộ mâm này để Duy xem coi cái kích thước nó có giống không các bạn. À, kích thước này nó sẽ khác một chút xíu là 245/40R18, có nghĩa là lớp sau của chúng ta sẽ rộng hơn một chút xíu, rộng hơn một chút xíu, bởi vì đây là những cái chiếc xe AMG các bạn. Thường với những cái chiếc xe mà gắn cái bộ mâm của AMG á, thường là bánh sau nó sẽ rộng hơn bánh trước một chút xíu ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau. Hầu như nếu mà khi mà nhìn từ phía sau như thế này, nếu mà các bạn tháo cái chữ C180 này ra ha, gắn cái chữ là C300 ha, AMG ha, thì hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt đâu được là chiếc xe C180 cũng như là C300 AMG luôn, hầu như không phân biệt được luôn các bạn. À, thì ở đây nó còn thiếu một cái logo AMG nè các bạn. Nếu mà các anh chị và các bạn nào mà mua cái xe C180 ha, Duy sẽ tặng cho anh chị cái logo AMG ở chỗ này luôn. Đó, mình sẽ dán cái logo AMG ở chỗ này nữa thì nó sẽ cân xứng hai bên, nhìn rất là đẹp luôn. À, tiếp theo thì đối với cái phần mà bô xe của chiếc xe C180 AMG này thì vẫn sử dụng hệ thống bô kép các bạn, bô kép đối xứng hai bên. Thì cái phần này nó cũng giống y chang C300 và không khác gì. Khu vực này là đây là cái khu vực khuếch tán gió ha. Thì hầu như tất cả những cái chiếc xe mà mang cái dáng dấp của AMG thì đều sẽ có cái chi tiết mà khuếch tán gió chỗ này. Còn nếu mà những cái chiếc xe mà C180 thông thường hoặc là những chiếc xe mà không có cái thiết kế của AMG các bạn, thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này được thiết kế rất là đơn giản ha, là một mặt phẳng luôn, nó sẽ không có những cái góc cạnh, những cái hướng, những cái cánh hướng gió như thế này. À, thì thật ra với những cái cánh hướng gió như thế này thì đối với những cái chiếc xe thương mại của chúng ta các bạn thì nó cũng sẽ không có gọi là có tác dụng gì nhiều ha. Thường thường là chỉ có tác dụng trên những cái dòng xe đua, những dòng xe đi tốc độ cao rất là cao á, thì những cái cánh này nó sẽ có tác dụng coi như là về khí động học. Nhưng mà đối với những xe thương mại thì hầu như cái này là chi tiết trang trí thôi, trang trí thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi mà nhìn từ phía sau á, thì chúng ta sẽ thấy là cái phần đuôi xe này trông nó sẽ thể thao và cá tính hơn rất là nhiều. Chỗ này các bạn, chỗ này sẽ có một cái chi tiết là cắt ra chỗ này nè. Đó, nhìn nó cũng rất là thể thao, rất là hay ha. Thì đây là một cái thiết kế chung của AMG rồi các bạn. Về phần nội thất thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có gì khác biệt so với cái chiếc xe C180 trước đây luôn. Hầu như không khác biệt bất kỳ chi tiết nào luôn các bạn. Đó, kể cả cái vô lăng này ha. Cái vô lăng này vẫn là vô lăng dạng tròn thôi, chứ không phải là vô lăng mà thể thao giống như chiếc xe C300 AMG. Nhưng mà không sao các bạn, bởi vì là đây vẫn là cái vô lăng đa chức năng. Một cái vô lăng mà coi như là về công năng sử dụng y chang như trên chiếc xe C300 luôn. Bởi vì đây là chiếc xe C180 mà các bạn muốn y chang hoàn toàn như chiếc xe 100% như chiếc xe C300 AMG thì không thể nào các bạn. Chỉ cần dính giống 95% thôi là ok rồi ha. Phần này thì các bạn sẽ thấy là vẫn được chi tiết ốp nhôm ở đây. Đó, cánh cửa chúng ta vẫn ốp nhôm ở trên này ha, nhôm xước các bạn nha. Đó, khi mà chúng ta sờ vào chúng ta cảm giác là nó không có để lại dấu vân tay luôn ha các bạn. Đó, nhôm xước mà, nhôm mờ rất là đẹp. Đó, thì đây là cái chi tiết mà chúng ta để chỉnh ghế nè. Thì C180 thì trước giờ chúng ta vẫn chỉnh điện hai bên hết rồi, không có gì thay đổi hết. Đó, tất cả mọi thứ thì đều y chang như chiếc xe C180 trước đây luôn. Bây giờ sẽ nổ máy lên. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết về chiếc xe C180 các bạn thì Duy sẽ xin nói lại từ đầu luôn các bạn ha, để cho các bạn xem cái video clip này các bạn sẽ không có cần phải đi tìm lại những cái video clip mà trước đó nữa để xem. Đó, thì đối với cái chiếc xe C180 này thì sử dụng cái vô lăng đa chức năng, khu vực bên này sẽ điều khiển cái màn hình này, khu vực này sẽ điều khiển cái màn hình táp lô. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang lái xe các bạn thì không có cần phải rời tay lái mà để điều khiển cái màn hình hay là màn hình này nữa, mà chúng ta sẽ điều khiển trực tiếp ở trên cái vô lăng luôn bằng cái nút cảm ứng nè. À, rất là hay ha. Đó, volume thì lớn nhỏ nè. Còn ai gọi điện thoại đến cho các bạn thì các bạn chỉ việc bấm ở đây hoặc gì là bấm ở đây để nghe gọi điện thoại nè. Và C180 này nó có một tính năng nữa là ra lệnh bằng giọng nói luôn các bạn nha. Gì thử nha. Radio. Đó, các bạn thấy không? Sẽ chuyển sang radio luôn. Telephone.
Đó, thì do là hiện tại là Di chưa có kết nối cái điện thoại của Di vào bên trong xe, cho nên là xe nó sẽ tự động chuyển đổi qua cái màn hình mà kết nối Bluetooth luôn các bạn. Rất thông minh ha. Đó, thì đây là một vài cái tính năng mà Di cho các bạn thấy là tính năng ra lệnh bằng giọng nói thôi. Nhưng mà bên trong này còn rất là nhiều cái nữa ha. Đó, còn cái khu vực bên này thì điều khiển hết tất cả mọi thứ bên này luôn. Nào là giới hạn tốc độ nè, ga tự động nè, điều chỉnh tốc độ lên xuống nè các bạn. Cũng như là cài đặt ở đây hết ha. Đó, thì tất cả những cái tính năng của chiếc xe này khi mà các bạn nhận xe thì Di sẽ hướng dẫn lại cho các bạn hết tất cả mọi thứ thôi. Khu vực này là cái khu vực mà điều khiển máy lạnh của xe nè. Bây giờ Di sẽ mở máy lạnh lên một chút xíu cho nó mát ha. Đó, khu vực này là khu vực điều khiển máy lạnh hết rồi. Đó, nếu mà các bạn mà nhìn vào những cái ký hiệu ở trên đây thì chắc chắn các bạn đã sử dụng xe nhiều thì các bạn sẽ biết ha. Nhiệt độ lên xuống nè, tăng giảm nhiệt độ nè các bạn. Đó, hướng gió nè, quạt gió nè. Đây là auto, là tính năng mà để mà làm lạnh tự động á. Mắt là sửa kính trước nè các bạn sẽ thấy là có cái hình cái kính phía trước và có cái dấu giống như là hơi nóng đi lên á. Đó là sửa kính trước ha. Menu của máy lạnh. Rear là sửa kính bên hông với lại kính phía sau. Side là đồng bộ nhiệt độ hai bên giống nhau, bởi vì là đây là cái hệ thống mà máy lạnh hai vùng tự động các bạn. Hai vùng tự động, nhiệt độ ở bên đây khác, nhiệt độ bên đây khác nè các bạn thấy không? Đây là 16 độ, đây là 19 độ nè. Size có nghĩa là đồng bộ, nếu mà Di bấm vào nút size này thì nó sẽ đồng bộ hai bên giống nhau luôn nè. 16 với 16 luôn ha các bạn. Gió trong gió ngoài. Gió trong gió ngoài đây là một cái chi tiết mà nó cũng hơi đặc biệt của chiếc xe Mercedes-Benz nói chung các bạn, tất cả những dòng xe Mercedes-Benz luôn. Thì đối với cái tính năng gió trong gió ngoài này thì chúng ta chỉ sử dụng được trong vòng khoảng nửa tiếng thôi. Đó, khi mà các bạn bấm vào có cái dấu màu đỏ như thế này nè. Đó thì đã sử dụng xe, nó sử dụng gió trong để làm lạnh ha. Thì lúc đó là nó sử dụng gió trong, cho nên là khi mà các bạn mà đi ở bên ngoài khói bụi gì đó thì nó sẽ không có hút vào trong xe mà gây mùi hôi. Nhưng mà cái tính năng sử dụng gió trong này cho chúng ta sử dụng chỉ 30 phút thôi, tự động nó chuyển gió ngoài. Bởi vì đây là một cái tính năng an toàn, tại vì xe nó sẽ nhận biết được, hoặc là cái nhà thiết kế của Mercedes-Benz họ sẽ tính toán là trong cái không gian này chỉ để cho chúng ta hít thở không khí trong vòng nửa tiếng thôi. Nếu mà quá hơn nửa tiếng thì có thể là không đủ không khí các bạn, cho nên là xe sẽ tự động chuyển gió ngoài vào để mà lưu thông không khí ha. Đó, có rất nhiều anh chị hỏi là muốn coi như là cố định cái này luôn thì cố định không được các bạn nha. AC là máy lạnh nè, lạnh hay là không lạnh là ở đây. Đó, thì còn đây là cái nút mà về Navi là bản đồ các bạn. Nếu mà xe của chúng ta có kết nối Apple CarPlay á thì chúng ta bấm Navi thì nó sẽ tự động link với lại cái điện thoại của chúng ta qua cái Google Maps ha. Radio nè, media là nghe nhạc giải trí, điện thoại nè. Rồi nút này là nút cài đặt, các bạn thấy có hình cái chiếc xe nè, nút cài đặt ha. Còn nút này là nút ưu tiên thôi. Đó, những cái nút bấm thì nằm ở đây hết. Còn khu vực này là cái khu vực mà điều khiển trung tâm nè các bạn. Đó, thì ngoài việc mà chúng ta có thể điều khiển cái màn hình ở giữa này qua những cái nút bấm ở trên vô lăng thì ở đây các bạn cũng có thể điều chỉnh được. Đó, thì cái khu vực này có thể là điều chỉnh dành cho cái người ngồi bên cạnh ha. Đó, chúng ta có thể sử dụng cái touchpad này để điều khiển. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở đây có chữ Dynamic. Dynamic này rất là nhiều cái anh chị và các bạn quan tâm ha. Dynamic là gì? Dynamic là cái chế độ lái của xe. Thì bình thường cái chiếc xe của chúng ta sẽ lái ở chế độ Comfort là êm ái ha, chế độ tiêu chuẩn của xe. Nhưng mà trong những cái trường hợp chúng ta có thể là thay đổi theo cái ý chúng ta mong muốn. Chẳng hạn như gạt xuống thì xe nó sẽ báo là Eco. Đây là cái chế độ tiết kiệm nhất của chiếc xe này. Đó, các bạn có thể sử dụng cái tính năng lái Eco này khi mà chúng ta đi đường trường. Đi đường trường các bạn nha. Đi đường trường, đi đường quốc lộ này nọ, đi đường cao tốc á, các bạn có thể chọn cái tính năng Eco này thì cái xe của chúng ta nó sẽ tiết kiệm nhất có thể luôn. Thứ hai nữa là chế độ lái Comfort, đó là tiêu chuẩn của xe. Thứ ba là chế độ lái Sport. Đó, chế độ lái Sport là chế độ lái thể thao. Nè, để chỉnh lại các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là chế độ lái Sport nó sẽ hiện lên là động cơ nè, vô lăng là hệ thống ESP. Có nghĩa là khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái Sport này thì những cái phần như là động cơ nè, cái vô lăng nè, cái hệ thống ESP nè của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Thay đổi ở đây các bạn là khi mà chúng ta lái thể thao, động cơ của chúng ta ở cái vòng đua máy nó sẽ lớn hơn. Khi mà chúng ta đạp ga, chúng ta tăng tốc thì cái cảm giác là cái xe của chúng ta nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Bởi vì là cái moment xoắn của chúng ta cao hơn, cũng như là cái thời gian sang số nó chậm hơn một chút xíu để tăng cái moment xoắn. Các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe của chúng ta trông rất là mạnh ha. Và ngoài ra là thứ hai nữa là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ nặng hơn một chút xíu.
nặng hơn một chút xíu nha các bạn. Đó, tại vì vô lăng thể thao mà nó sẽ không có mềm như là cái hệ thống lái comfort được. À, và hệ thống ESP, hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe này à, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng luôn. Đó, nó sẽ cho phép xe của chúng ta trượt một phần để mà tăng cái cảm giác lái. À, nếu mà các bạn cảm thấy là cái hệ thống lái Sport đó chưa đủ các bạn có thể chọn lên Sport cộng. À, Sport cộng ở đây luôn. Rất là hay các bạn ha. Đó, đây, Sport cộng. Đó, thì nó còn sẽ mạnh hơn so với cái hệ thống lái Sport nữa. Và tiếp theo các bạn, hệ thống lái theo sở thích cá nhân individual. Đó, các bạn có thể chỉnh nè. Đi chỉnh cho các bạn xem nha. Có nghĩa là lái theo sở thích cá nhân, các bạn có thể điều chỉnh theo ý của chúng ta mong muốn. Chẳng hạn như hệ thống dẫn động, chúng ta có thể là chọn hệ thống dẫn động là động cơ của chúng ta ở chế độ là comfort đi. Nhưng mà hệ thống lái chúng ta lại muốn là lái Sport. Có nghĩa là lái Sport là cái ta lái nó sẽ nặng hơn một chút xíu ha. Và ngoài ra chúng ta có thể chỉnh được hệ thống ESP, chúng ta có thể cho phép trượt hoặc là cho phép trượt nhiều hơn. Đó, để tăng cảm giác lái. Tiếp theo nữa các bạn, ở đây nó sẽ có nút bấm là cái chữ B nè. Cái chữ B nè, có chữ off nè các bạn. Thì đây là cái hệ thống mà tắt mở những cái cảm biến. Bởi vì là cái xe của chúng ta nó sẽ có 6 cái cảm biến phía trước, 6 cảm biến phía sau, để hỗ trợ cho chúng ta trong trường hợp chúng ta đậu xe ha. Thì chúng ta nếu mà đi trong trường hợp mà kẹt xe á, thì xe xung quanh nó rất là gần, thì có thể là nó kêu bíp 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 lên gây khó chịu. Hoặc là chúng ta đang nghe nhạc á các bạn, chúng ta đang nghe nhạc trên xe á, mà tự động hệ thống nhạc nó sẽ giảm lại rồi nó kêu bíp bíp liên tục á, thì mình gây rất là khó chịu ha. Cái nút này là cái nút mà B có cái hình cái camera nè các bạn, là cái hỗ trợ cho cái phần mà camera lùi ha. Chữ A màu xanh, các bạn sẽ thấy chỗ này có cái chữ A màu xanh tắt mở nè. Đó, các bạn sẽ thấy hệ thống này tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ các bạn nha. Đó, tắt mở ở đây. Rồi, volume lớn nhỏ cũng như là hệ thống tắt màn hình. Thì đối với cái xe C180 thì hoặc là C300AMG thì cũng có bao nhiêu nút bấm chỗ này thôi các bạn, nó sẽ không khác gì hết. Trong đây chúng ta sẽ có hai cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra nó có một cái USB để chúng ta kết nối cái điện thoại thông qua Apple CarPlay. Đó, thì tính năng Apple CarPlay này thì Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Thì đây là một cái tính năng cực kỳ hay luôn, và Duy cực kỳ yêu thích cái Apple CarPlay này. Khi mà lên xe hầu như là Duy đều phải cắm cái điện thoại của Duy vào đây để mà những cái app điện thoại, những cái thông tin về của điện thoại Duy nó sẽ hiện lên trên màn hình này. Khi mà Duy lái xe thì tất cả mọi cái đều hiện lên trên này hết, kể cả là chỉ đường, nghe nhạc, điện thoại hay là tin nhắn đều sẽ báo lên đây hết cho Duy luôn. Đó, Duy sẽ để cái điện thoại ở đây thôi, rất là tiện lợi các bạn nha. À, ở đây là cái cốp xe, thì trong đây cốp xe này cũng không có gì để nói các bạn. À, chỉ để đồ hồi này nọ thôi. Ở đây thì sẽ có một cái đèn khi mà chúng ta mở ra. Những cái hốc gió thì được thiết kế dạng tròn như thế này. Thì đây là những cái thiết kế coi như là rất là đẹp, rất là hay của Mercedes-Benz. Hầu như là với hốc gió tròn này thì đa phần những chiếc xe hiện tại bây giờ đều áp dụng cái dạng thiết kế hốc gió máy lạnh tròn như thế này. Đó, thì hiện tại bây giờ thì Duy đang ngồi ở bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe C180 và sử dụng cái ghế là ghế màu kem các bạn. Ghế màu kem, à, ghế màu kem các bạn thấy không? Thì phần ghế màu kem nó sẽ được thiết kế là ghế màu kem ở đây, cũng như là cái phần vô lăng và phần tắp lô này màu đen. Nó có phối hai màu các bạn nha, chứ không phải là màu kem hết luôn. Đó, thì như thế thì Duy nghĩ là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, cũng như là làm cho cái nội thất của chúng ta có thêm cái phần điểm nhấn. À, các bạn nhìn kỹ lại nữa bạn, các bạn sẽ thấy là cái ghế của chiếc xe C180 này có đục lỗ luôn các bạn. À, có đục lỗ luôn nè. Đó, thì với cái chi tiết đục lỗ này các bạn, nó không phải là để thông gió cho quạt gió ở ghế hoặc là sửa nóng các bạn, chỉ là đơn giản là đục lỗ để trang trí thôi. Đó, các bạn thấy không, những cái chi tiết đục lỗ thì nó cũng nhìn rất là đẹp á. Ngoài nó không có tính năng mà để thông gió hay là làm nóng làm mát gì hết, nhưng mà Duy nghĩ là với cái thiết kế mà đục lỗ này như thế này nhìn nó rất là sang trọng luôn. Đó, với những cái chiếc S-Class hoặc những chiếc Maybach thì hầu như ghế đều có đục lỗ như thế này hết. Bên đây thì cái khu vực mà để chúng ta mà chỉnh đèn nè các bạn, tắt mở đèn nè. À, đèn phía trước, đèn phía sau, đèn đọc sách, cũng như là cái phần mà kính chiếu hậu này bây giờ được thiết kế tràn viền luôn, rất là đẹp ha các bạn ha. Tràn viền luôn, hầu như các bạn sẽ không thấy cái viền màu đen ở bên ngoài nữa. Rất là hay. Với cái không gian C180 ở phía sau này các bạn thấy là nó rất là vừa phải luôn. Nó sẽ không rộng quá, nó cũng sẽ không chật quá các bạn. Đó, thì hồi nãy Duy đã ngồi ở cái phần ghế trước là Duy đã chỉnh vừa phải rồi. Nhưng mà bây giờ phía sau thì các bạn sẽ thấy nè, còn rất là rộng rãi luôn. Đó, ngoài ra thì Duy có thể là duỗi cái chân ra được một chút xíu luôn.
Đó thì có rất là nhiều người nói là cái xe này nó nhỏ như các bạn, nhưng mà Duy thấy nè, các bạn thấy không? Ngồi rất là thoải mái luôn, cũng như là cái phần đầu gối của Duy còn rất là xa so với cái ghế này. Thì đối với những chiếc xe Mercedes-Benz, các bạn nổi tiếng là thiết kế cho những chiếc xe sedan, cho nên khi mà ngồi ở phía sau của chiếc xe C180 này á, thì cái cảm giác mà ghế ngồi được thiết kế cũng như là cái thế ngồi các bạn rất là hay luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một chi tiết là chúng ta để tựa tay nè. Thì khu vực này thì chúng ta có thể là để điện thoại hay là để những cái đồ lặt vặt ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có thiết kế là để hai cái chai nước ở chỗ này, hai cốc nước. Thì đối với khoang sau này thì chúng ta sẽ không có chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh các bạn. Đó, chúng ta chỉ lấy cái gió thôi, lấy hơi gió thôi. Thì chỉ trên chiếc xe C300 AMG á, thì chúng ta có thể là chỉnh ở nhiệt độ ở chỗ này thôi. Hầu như là C180 cũng như là C200 Exclusive thì không có chỉnh nhiệt độ được. Ở đây thì sẽ có hai cái chỗ để chúng ta có thể để những cái đồ lặt vặt ở đây nè. C180 thì nó sẽ không có cái rèm bên đây các bạn nha. Và Duy nghĩ thì với cái rèm này thì có thì tốt các bạn, không có thì không sao các bạn. Bởi vì là xe của chúng ta đa phần ở Việt Nam mình đều dán phim cách nhiệt hết, thì chúng ta chỉ việc dán phim cách nhiệt tối màu chỗ này thôi là rất là mát rồi. Đó, phía sau cũng vậy ha. Ngoài ra thì cái chỗ hàng ghế giữa là các bạn có thể là gặp lại được, để mà chúng ta có thể lấy đồ, những cái đồ lặt vặt ở phía sau ha. Những cái đồ phía sau Ok, bây giờ thì nói chung là cái khu vực phía sau này thì cũng không có quá nhiều chi tiết mà để nói cho các bạn xem ha. Thì đèn thì nó cũng sẽ nằm ở đây, tắt mở đèn thôi hai bên. Đó, vậy thôi. Thôi bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem lại cái phần động cơ của chiếc xe C180 AMG này. Và đây là động cơ của chiếc xe C180 các bạn. Đây là động cơ 1.5 lít 4 xi lanh ha các bạn. Và động cơ của chiếc xe C180 này là động cơ đặt dọc. Động cơ đặt dọc thì nó đồng nghĩa với việc là xe nó vận động bằng cầu sao. Thì đối với những cái chiếc xe mà vận động cầu sao các bạn, thì nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe đặt sử dụng cầu trước. Đó, chẳng hạn như là một số những cái thương hiệu khác các bạn thường sử dụng cái động cơ đặt ngang như thế này, thì nó sử dụng là quay bánh hai bánh trước đó, là sử dụng cầu trước đó. Thì cái việc mà sử dụng cầu trước với việc sử dụng cầu sau đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự vận hành của chiếc xe. Thì đối với những cái chiếc xe mà vận hành bằng cầu sau các bạn, thông thường thì nó sẽ mạnh hơn cũng như là nó sẽ ổn định hơn khi các bạn đi ở tốc độ cao mà vào cua đó. Đó là một cái điều mà coi như là các bạn thấy là tại sao mà hầu như những cái chiếc xe mà đua, những chiếc xe thể thao á, thì đều là quay hai bánh sau hết. Và có những cái dòng xe mà thể thao, rất là thể thao á, thì họ đặt động cơ ngay cả phía sau luôn các bạn, để vận động hai bánh sau luôn đó. Họ sẽ không sử dụng vận động cho cầu trước. Hầu như 100% tất cả những cái dòng xe đua, những cái dòng xe hiệu sức cao các bạn, động cơ đều đặt ở phía sau và đẩy, sử dụng cầu sau để đẩy. Thì C180 này cũng vậy các bạn. Và tất cả, hầu như tất cả luôn, 90%, hơn 90% xe Mercedes-Benz đều vận động cầu sau. Đó, thì với cái động cơ 1.5 lít 156 mã lực này, nó có yếu không các bạn? Thực sự nó không yếu. Đó, Duy cũng đã trải nghiệm cái chiếc xe C180 này trên đoạn đường cao tốc rồi. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa xem cái clip đó, thì Duy xin phép là để cái link ở trên, cũng như là để cái link ở trong cái phần mà miêu tả, trong cái phần mà mô tả các bạn, để mà các bạn xem lại ha. Thì với 156 mã lực động cơ 1.5 này thì Duy nghĩ nó sẽ tương đương với lại những cái dòng xe, những cái thương hiệu xe mà phổ thông á, là sử dụng cái động cơ 2 chấm hoặc là kể cả 2.5 luôn. Thực ra cái động cơ này nó sẽ không yếu. Và đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz mới bây giờ các bạn sẽ không thấy là cái que thâm nhớt. Đó, các bạn nhìn kỹ đi. Các bạn sẽ không thấy cái que thâm nhớt đâu. Bởi vì là cái xe của chúng ta có bất kỳ những cái vấn đề gì về động cơ, về hệ thống điện, thiếu nhớt hay là thiếu nước làm mát hay là thiếu nước xịt kiến luôn, thì cái chiếc xe của chúng ta đều báo lên ở trên màn hình hết luôn các bạn. Các bạn có thể gọi trực tiếp qua cho bên Duy cũng như là bên Mercedes-Benz để mà mọi người hướng dẫn. Còn nếu mà xe của chúng ta cứ nổ máy lên mà tất cả mọi thứ nó đều ok hết, thì các bạn sẽ tự tin mà đi ha, không có bất kỳ vấn đề gì. Đó, thì cái chiếc xe mà có rất là nhiều những anh chị nói là cái xe mẹ cái gì nó cũng báo lỗi ha, cái gì nó cũng báo lỗi hết, báo lỗi liên tục. Không phải các bạn, có một cái chi tiết gì mà nó cảm thấy là coi như là không hoàn chỉnh thì nó sẽ báo lên cho chúng ta biết thôi. Đó, cái chiếc xe mà nó không báo lỗi gì, nó bị bệnh mà nó không báo lỗi các bạn, thì nó mới nguy hiểm ha. Còn cái chiếc xe của chúng ta nó có bất kỳ một cái gì nó báo lỗi thì chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ khắc phục và chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều về chiếc xe của chúng ta đang chạy. Ok, đó là cái phần mà
mà review tổng thể về chiếc xe C180 AMG 2021 này. Đó thì bây giờ thì Di có để sẵn 4 chiếc xe ở đây các bạn, bởi vì hồi nãy là Di coi như là vừa mới coi như là lao 4 chiếc xe, thì xe bên Di vừa mới về cho nên là nó bị bụi rất là nhiều, rất là dơ, cho nên là Di phải lao hết để mà quay cho các bạn xem nè. Đó thì bây giờ Di sẽ đi từ bên này sang, hầu như ở đây để được 4 cái màu thì hầu như là đầy đủ hết trong tất cả những cái dòng xe màu sắc của chiếc xe C180 này. Thì đầu tiên là cái chiếc xe C180 với cái thiết kế là màu xám nè, được sơn màu xám nè, các bạn thấy không? Đó thì những anh chị và các bạn nào yêu thích cái sự khỏe khoắn mạnh mẽ cũng như là nam tính thì các bạn sẽ chọn cái chiếc xe với cái màu xám này. Đó, mà đây là một cái màu rất là mới các bạn. Không biết là các bạn xem trên camera các bạn sẽ thấy đẹp không, nhưng mà ở ngoài các bạn nhìn thấy chiếc xe C180 màu xám này là nhìn nó rất là ngầu ha, rất là ngầu luôn. Nếu mà cái đèn pha này các bạn dán lại nó màu hơi là tối chút xíu các bạn, màu khói á, thì nhìn cái chiếc xe của chúng ta nhìn nó ngầu hơn rất là nhiều ha. Và màu trắng, tiếp theo là màu trắng. Màu trắng đây là một cái màu mà có thể nói là bán chạy nhất của Mercedes-Benz cũng như là hầu như tất cả những cái hãng ô tô hiện tại bây giờ rồi. Có thể nói đây nó là cái màu xu hướng các bạn. Thì cách đây khoảng tầm hơn 10 năm về trước á, thì đi ra ngoài đường thì mình thấy là chủ yếu là xe màu bạc ha, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài đường thì thấy xe màu trắng rất là nhiều. Đó, bên cạnh đó thì C180 màu đỏ nè, dành cho những cái bạn mà yêu thích cái sự thể thao cũng như là chọn màu theo phong thủy các bạn, thì các bạn sẽ chọn thấy cái màu đỏ này. Đó, thì đối với cái màu đỏ này cũng rất là đặc biệt luôn các bạn. Khi mà ra ngoài nắng á, thì cái màu đỏ này nó ánh kim lên rất là nhiều. Cũng như là đối với những cái chiếc xe mà màu đỏ mà nhập khẩu á, những cái dòng xe nhập khẩu bên kia á, mà nếu mà các bạn chọn cái màu đỏ này các bạn phải thêm tiền nha, thêm tiền. Nhưng đối với những cái chiếc xe mà lắp ráp tại Việt Nam của mình á, thì bên Duy sẽ không có tính thêm tiền cho cái màu sơn màu đỏ này. Đó, bởi vì màu đỏ này đây là một cái màu coi như là đặc biệt hơn, cũng như là cái phần mà sơn cho cái phần những cái màu sơn màu đỏ này nó sẽ mắc tiền hơn. Đó, các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy rất là nhiều những ánh kim rất là hay ha. Tiếp theo nữa các bạn, màu đen. Màu đen đây là một cái màu mà bao nhiêu năm nữa ha, cho dù bao nhiêu năm nữa thì cái xe Mercedes-Benz nó vẫn là cái màu đen này, vẫn có giá trị của nó ha, vẫn không bao giờ bị chán, không bao giờ bị lỗi thời luôn. Đó, màu đen. Đó, nói tới Mercedes-Benz thì mọi người hay nghĩ tới là chiếc xe màu đen ha, sang trọng ha, quyền lực. Đó, đây là chiếc xe màu đen mà chiếc xe chúng ta không thể nào bàn cãi được nữa hết các bạn. Đây là một cái màu mà hầu như là cũng là màu trắng xong rồi tới màu đen, hai cái màu mà bên kia bán được nhiều nhất. Các bạn thấy không? Thì cái nét xe màu đen thì các bạn sẽ thấy là nó có sự mạnh mẽ của nó, sang trọng của nó. Đó, nhưng mà cái màu đen này các bạn phải giữ kỹ ha. Các bạn phải chịu khó vệ sinh thật là kỹ thì cái chiếc xe của chúng ta nó mới đẹp được. Đó, cái màu đen này rất là dễ dơ. Các bạn nghĩ là màu trắng nó dễ dơ nhưng mà không phải các bạn, màu đen nó sẽ dễ dơ hơn. Nhưng mà sạch sẽ thì cái xe của chúng ta nó rất là bóng và rất là sang. Thì bốn cái màu sơn ngoại thất này á, thì hầu như là đầy đủ, các bạn chỉ thiếu một màu xanh nữa thôi là coi như là đủ bộ màu của chiếc xe C180 này. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem một vòng cái màu nội thất. Thì đối với chiếc xe C180 này chúng ta sẽ chọn được hai màu nội thất các bạn nha, đó là màu kem cũng như là màu đen. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem bên trong nội thất của chiếc xe C180 này, chúng ta sẽ có hai màu. Đó, đầu tiên là màu kem nè các bạn. Đó, cái màu kem nó sẽ là như thế này, sẽ được thiết kế là màu kem và màu đen luôn. Chi tiết vô lăng thì vẫn là màu đen ha, nó sẽ có hai màu. Đó, thì nó sẽ tạo lên một cái điểm nhấn cho cái phần nội thất này. Thì đối với cái xe mà sử dụng cái màu kem này, các bạn nhìn thấy nó rất là rộng rãi, rất là mát mẻ, cũng như cực kỳ thoải mái luôn, đúng không? Nhưng mà đồng nghĩa với việc là chúng ta phải vệ sinh kỹ hơn, chúng ta phải chịu khó giữ kỹ hơn một chút xíu. Đó, những anh chị nào mà các bạn nào có con nhỏ thì cũng sẽ lưu ý với cái phần nội thất kem này ha. Ok, tiếp theo nữa là một cái màu đen. Thực ra đối với dòng xe C180 này chúng ta cũng dễ lựa chọn đó các bạn, chỉ có hai màu nội thất thôi, không có nhiều, một là trắng, hai là màu đen thôi. Đây là một cái màu coi như là nếu mà đi bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn sạch sẽ, nó vẫn mới, vẫn đẹp như thế này ha. Nó sẽ ít xuống hơn rất là nhiều, cũng như là màu đen này thì chúng ta sẽ không cần phải coi như là quá cẩn thận. Đó. Nhưng mà đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe C180 nội thất màu đen này các bạn cũng thấy không, nó rất là ngầu ha.
Đó, nhìn rất là sang trọng luôn, một màu đen tuyền bên trong khoang nội thất luôn. Cái trần xe thì nó vẫn được thiết kế màu xám các bạn, để trông như là cái nội thất của chúng ta nó sẽ không có đen quá, nó vẫn có chi tiết màu xám ở trên trần để chúng ta thoải mái hơn. Đó, nếu mà chúng ta chiếc xe mà chúng ta mà sử dụng luôn cái trần xe màu đen nữa thì nó gọi là hơi gọi là ngột ngạt một chút xíu á, nó giống như một cái rạp hát vậy đó. Thì nó sẽ không có hay lắm các bạn ha. Đó, bây giờ Di sẽ mời các bạn xem cái khóa sau một cái nữa nè. Rất là đẹp ha. Thì nói chung là mỗi màu sẽ có một cái nét đẹp riêng, cũng như là tùy theo nhu cầu cũng như tùy theo sở thích của các anh chị và các bạn mà chọn cho mình một cái nội thất ha. Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ ha, bên trong bên ngoài của chiếc xe C180 AMG này rồi các bạn. Rất là đẹp phải không? Một cái nâng cấp mới coi như là Mercedes-Benz họ muốn coi như là bá đạo trong cái dòng xe này luôn các bạn. Đó. Hiện tại thì đối với cái xe C180 này, những cái đối thủ như là BMW Serie 3 hoặc là Audi A4 thì các bạn sẽ thấy ha, với cái giá mà khoảng 1,5 tỷ đồng thì các bạn sẽ thấy không? Nó cái giá của nó coi như là rẻ hơn rất là nhiều so với những cái anh em ha, đồng hương. Đó, thì ngày hôm nay Duy đã cố tình cho các bạn sắp ra 4 chiếc xe để cho các bạn xem, cũng như là nội thất màu kem cũng như là nội thất màu đen hầu như là đầy đủ màu ở đây hết, để cho các anh chị các bạn dễ lựa chọn cho mình một cái chiếc xe theo đúng cái sở thích ha, theo đúng cái màu mà chúng ta mong muốn. Đó, thì thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, hoặc là còn thắc mắc gì về cái xe C180 này, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.